Từ sáng sớm ngày 21 tháng 9, dù trời mưa nhẹ, nhiều người dân, du khách đã đến với sân vận động trung tâm Đồ Sơn để theo dõi lễ hội chọi trâu Đồ Sơn truyền thống năm 2024. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được khai hội vào ngày 9 tháng 8 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3, quận Đồ Sơn đã quyết định lùi thời gian tổ chức khai hội sang ngày hôm nay, ngày 21 tháng 9, tức 19 tháng 8 âm lịch. 16 ông trâu tham dự lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay tương đồng nhau về hình thể, không có sự chênh lệch nhiều. Trong đó có 3 ông trâu có trọng lượng ước 1,2 tấn, các trâu còn lại đều nặng khoảng 1 tấn. Giá trị giải thưởng được giữ nguyên như lễ hội năm 2023. Theo đó, chủ trâu có trâu vô địch sẽ nhận 100 triệu đồng, một giải nhì trị giá 60 triệu đồng, và 2 giải ba mỗi giải trị giá là 30 triệu đồng. 8 giờ 30 phút, kháp đấu đầu tiên được diễn ra với 16 ông trâu tham dự vòng chung kết. Khán giả, du khách sẽ được đón xem tổng cộng 15 kháp đấu, trong đó có 8 kháp đấu vòng 1/16, 4 kháp đấu vòng tứ kết, 2 kháp đấu vòng bán kết và kháp chung kết. Toàn bộ các trâu, trừ trâu vô địch, sau mỗi kháp thua đều sẽ được đưa tới nơi giết mổ. Dù nhiều người không ủng hộ quan điểm giết trâu sau mỗi trận đấu, tuy nhiên theo quan niệm của người dân địa phương, ăn thịt trâu chọi sẽ đem lại nhiều sức khỏe, may mắn. Chính vì vậy, giá thịt trâu chọi Đồ Sơn dù có giá từ 2 đến 4 triệu đồng một kg nhưng vẫn luôn cháy hàng.